Sáng ngày 18 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Âu Phú tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho 40 hội viên phụ nữ đang kinh doanh mua bán tại xã Nhân Hội và xã Vĩnh Trường. Tham gia lớp tập huấn, chị em hội viên phụ nữ được giảng viên Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo Trường Đại học Ngoại thương giới thiệu một số hình thức bán hàng thương mại điện tử, còn gọi là bán hàng online, phổ biến tại Việt Nam, so sánh hiệu quả giữa hình thức bán hàng truyền thống và bán hàng online, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội, đồng thời phổ biến những quy định khi kinh doanh thương mại điện tử. Đây là hoạt động thuộc dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Qua đó nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cho hội viên phụ nữ về việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng trực tuyến, giúp tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.